Thưa quý vị, thời gian gần đây, thú chơi lan đột biến đang trở nên phổ biến ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước. Vốn là người chơi lan, nhóm 4 đối tượng ở thành phố Đà Nẵng đã rủ nhau đi trộm cắp lan từ một vườn ươm trên địa bàn để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Khi sự việc xảy ra, công an quận Cẩm Lệ đã nhanh chóng có mặt và tập trung làm rõ được nhóm đối tượng manh động nói trên. Cho đến bây giờ, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, một chủ vườn ươm lan trên địa bàn phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, vẫn còn nhớ như in cảm giác bàng hoàng khi chứng kiến vườn lan của mình bị đột nhập ngay giữa ban ngày. Hai chậu lan kiếm xanh Huế giá trị gần 1 tỷ đồng của chị đã không cánh mà bay. Những lúc mà không có ở vườn thì khi mà mình đi đâu về thì mình hay xem cái cổng mình có mở hay không. Mà khi mà phát hiện ra cái cổng mở thì chị cứ nghĩ là ông xã chị về. Nhưng mà sau khi không nhìn thấy xe của anh á, thì chị nghĩ rằng là mình đã bị mất tay. Khẩn trương vào cuộc xác minh, việc thu thập thông tin, nhận dạng các đối tượng có liên quan thực sự khó khăn. Khi sự việc xảy ra ở thời điểm giữa trưa, lại ở khu vực khá thưa người sinh sống. Bằng quyết tâm của tập thể, công an quận Cẩm Lệ, chỉ sau gần 4 ngày vào cuộc, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ cả 4 đối tượng liên quan, gồm Lê Trung, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Trần Quốc Phong, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Nguyễn Văn Hoàng, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu và Bùi Văn Minh, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đấy là tôi chở Phong và chở Hoàng đi ngang qua bằng ô tô thôi. Chị Ngoan có địa điểm mà Phong ngồi phía sau, chị vô đó là có hai chậu lan. Tôi trở về nhà Phong, đổi Phong đi bằng xe tải. Phong chở tôi, còn hai người đi lên ra. Hai người đi lên ra lấy lan rồi bỏ lên xe tải. Số lan trộm cắp được, các đối tượng mang về nhà của Nguyễn Hoài Ngọc, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ cất giấu. Mặc dù biết là tài sản trộm cắp, nhưng Ngọc vẫn giúp sức bao che cho hành vi của các đối tượng. Sau khi cả nhóm bị bắt giữ, toàn bộ vật chứng là số lan kiếm xanh Huế cũng thu lại được để trả lại cho bị hại. Qua vụ việc như trên thì chúng tôi cũng muốn khuyến cáo người dân tăng cường các hoạt động nhằm bảo vệ và quản lý tài sản của mình để tránh các đối tượng lợi dụng cái sơ hở thiếu sót để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Còn rất nhiều vụ việc trộm cắp lan có giá trị đã xảy ra trên địa bàn mà người dân vẫn còn e ngại, không cung cấp thông tin cho cơ quan công an. Người dân cần nâng cao ý thức trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ sẽ góp phần hạn chế và ngăn chặn tình trạng trộm cắp lan có thể tiếp tục diễn ra trên địa bàn.